Chào các anh chị, các bạn đến với Adri Club Channel. Mình là Huy Thành TV. Và hôm nay lại với cái chương trình giới thiệu mã thì chúng ta đang rất hào hứng với sóng dầu khí đúng không? Nhưng trong một cơn sóng lớn luôn luôn có những cơn sóng nhỏ và có những nhịp điều chỉnh. Và cơn sóng lớn nó là tới đâu và con sóng nhỏ nó là đến mức nào? Thì chúng ta sẽ cùng quan sát thêm với một mã dầu khí mà mình đánh giá là nó sẽ là một con có tiềm lực rất sáng sủa ở trong cái quý 4 này nha. Tức là tiềm năng của nó sẽ không thể hiện ở trong cái trước mắt, nó sẽ thể hiện bắt đầu tháng 11. Đó là con BVD nha, BVD. Các lần trước của các sóng dầu chúng ta đã hô hào thì đã có xuất hiện những anh tài xuất hiện như là BVS hay là BVT. Anh BVD này thì 2 lần trước chưa thể hiện gì không? Nhưng lần này chúng ta sẽ chú ý theo dõi xem có phải là lần này là tới cái vai diễn của anh đang xuất hiện trước sân khấu hay không ha. Với BVD này thì tiềm năng ngắn hạn của nó thì nó không sẽ được đẹp giống như BVS hay là những con khác, bởi vì trong ngắn hạn nó sẽ còn bị vướng các kháng cự giống là các đỉnh cũ ở đây nha, vùng giá là 25, vùng giá 26 cái đó, các vùng đỉnh cũ đây là các vùng mà nó sideways quay trong cái biên độ như thế này, sideways quay trong cái biên độ mà đã bao nhiêu tháng nay rồi nha. Nhưng con này cái vùng tích lũy của cung tháng của nó thì mình thấy là đã bắt đầu ha. Vùng tích lũy cung tháng đã bắt đầu có cái hiện tượng là đã chặt chẽ dần rồi, đặt chặt chặt chẽ dần rồi, đã tạo hình chiếc hộp thế này. Thì khả năng lần này nó sẽ một lần nữa nó sẽ test, lần nữa nó sẽ test test lại để mà bắt đầu một cái chu kỳ mới cho cái khung khung đồ thị lớn hơn là khung trung hạn. Ngắn hạn thì tuần rồi là nó đã có một cú sau khi mà nó vượt khỏi cái nền, vượt khỏi cái nền giá 20.5 này. Thì nó lại có test lại và nó lên trong ngắn hạn rồi phải không? Chúng ta cũng đã kiếm được một chút lợi nhuận với nó rồi, cũng khá là vui. Cũng cỡ 10-12% đối với con này. Nhưng cái đợt này là cái chu kỳ nó đi không phải là một cái chu kỳ mà chỉ kiếm 10-20% nữa, phải không? Chúng ta có những mục tiêu tiếp theo của nó như sau. Khi mà vượt được khỏi cái giống như là cái đường cái tích lũy giống như cái hộp này ở đây, phải không? Từ cái vùng là 18 cho tới cái vùng là 25. Chu kỳ tích lũy trong cái hộp này khi mà vượt khỏi đây rồi thì trong trung hạn nó sẽ có những cái target tiếp theo mà mình cần nhắm đến, đó là cái vùng tiếp theo đây, thứ nhất là 30, thứ hai là vùng 37, và cuối cùng để đi trọn vẹn cái con sóng này thì nó sẽ là cái vùng 41, sẽ là vùng 41. Tức là để đi trọn vẹn con sóng này thì các anh chị đang đối diện với khả năng là các anh chị có thể là nhân đôi cái điều này đó nếu đánh trong trung hạn. Và để bắt đầu một cái đợt này mà chúng ta có thể bắt công nghiệp ngắn hạn để mà nuôi lên á thì chắc thì có thể tham khảo ở mốc sau đây, đó là khi mà nó chạm lên đây, chạm lên cái vùng gần đỉnh cũ trên đây nha, cũ vùng 24 25 trên đây thì đang cho một cái nhịp chỉnh ngắn hạn, thì các anh chị có thể chờ đợi trong cái vùng này, đó là cái vùng giá từ 21 tới 22, 21 tới 22 là một cái vùng mà chúng ta rất đáng chờ đợi để mà chúng ta bắt một cái nhịp để mà chúng ta đánh lên tới vùng đỉnh, và tại vùng đỉnh đó chúng ta có thể là kỳ vọng nó sẽ tích lũy đủ trong vòng khoảng 3 tuần. Đó, khoảng 3 tuần để nó đánh được bứt khỏi đỉnh này. Và khi bứt được khỏi đỉnh này và bắt đầu vào trong trung tuần của tháng 11 thì nó sẽ còn cả một cái khoảng trời rộng mênh mông ở đây để nó thể hiện cho nó, đúng không? Chúc anh chị thành công với cái điều này. Và chúc các anh chị sẽ có được cái lợi nhuận khả quan với dòng dầu khí ha. BVT hy vọng là lần này sẽ đến cái vai diễn nó sẽ không làm chúng ta thất vọng, phải không? Nhưng mà nói chung cuộc chơi nào thì cũng phải có cái điểm mà để chúng ta cân nhắc cho chúng ta dừng, thì điểm dừng của cái điều này đâu, nếu chúng ta mua loanh quanh trong vùng từ 21 tới 22 thì cái điểm dừng của chúng ta đó sẽ là cái vùng giá này nha, vùng giá này, vùng giá 20.2, vùng giá 20.2 là điểm dừng lại, lúc đó chúng ta sẽ nên thoát ly bớt để chúng ta đánh lấy giá lại lần nữa xem cái điều chúng ta đang có cái chuyện gì nó đang không đúng hay không. Chứ không phải là người ta nói đầu tư dài hạn là không có điểm cắt lỗ nha. Đầu tư trung hạn hay đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đều có những điểm ta cần phải cắt lỗ. Và điểm ta quan tâm mà hạ bớt đó là vùng 20.2 nha. Đó là một số chia sẻ của mình và góc nhìn nhận của mình về cái con BVD này. Nếu các anh chị nào có cái nhìn nhận nó sâu sắc hơn hay là có những cái thông tin về vĩ mô nào mà thú vị thì có thể chia sẻ nó giúp cho mình nha. Còn không có gì hơn nữa thì chúc các anh chị thành công. Và chúng ta hãy tiếp tục chờ xem thị trường trả lời chúng ta như thế nào với cái điều kỳ này, đúng không? Tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị vào mã lần sau nha. Hy vọng các chị nếu ưa thích có thể bấm subscribe cái kênh Adri Club Channel để
cái kênh sẽ ngày càng phát triển hơn, và hy vọng ATP của mình sẽ cùng với các anh chị đồng hành trên cái con đường mà đầu tư tài chính này, đúng không? Peace.